Hay là mình có cảm tình luôn á. Tại Ừ. vì hồi đầu em không có một chút cảm giác nào hết. Với lại tư duy của em á, là em không có thích quen người ở cùng nghề với mình. Tự nhiên một ngày đẹp trời em buồn chứ lại có mối tình cũ, xong rồi kiểu tại em yêu xa mà, em xa yêu xa tới mấy năm lận, thôi em không chờ nổi, thôi em mới quyết định là em độc thân luôn. Cũng rủ ông này đi chơi, đi ăn đi uống, em giả bộ em thử anh thôi, em hỏi anh thử em đi chơi em đi nhậu, còn anh cũng đi luôn. Anh dễ dãi lắm. Xong rồi đi chơi chung được thời gian thì thấy nói chuyện nhiều hơn, thấy anh hiền. Tại hồi trước em không có nghĩ anh vậy đâu, tụi mình đi làm chung ghét nhau lắm. Vậy hả? Kiểu lý do gì mà em ghét anh này? Bùng Lúc mà xô. à bùng xô là sao? Thấy sưng rồi đó, đó à, thấy ngồi trời sưng ơi rồi đó, ngồi đi bé. đó, nàng xuân à, và Đó. chàng xuân luôn Ngọc ngà châu báu đầy người đó. Năm đó, nay là cái năm mà tiền vô hũ hũ. à, chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nha. Dạ. À, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Trước mắt thì em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Thì em tên là Nguyễn Quang Hiệu. Thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm công việc là nhiếp ảnh gia. À, nhiếp ảnh gia. Người mẫu ảnh của em đẹp quá. Đúng không? Yeah. Mẫu ảnh của em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mời chắc em. luôn. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Triệu Bé Hảo. Hiện nay em đang làm chuyên viên makeup. Đầu tiên thì em xin chúc anh chị và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay có một năm mới thật nhiều sức khỏe và tài lộc ạ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Ủa nhưng mà em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi ạ. 25, còn em là? Dạ, dạ em năm nay 30 rồi. 30. Bây giờ nè, hai vợ chồng kể chính xác đi, hai vợ chồng quen nhau như thế nào? Đầu tiên là một người bạn của em dẫn vợ em tới studio em để makeup cho bạn của em luôn. Đó là lần gặp đầu tiên. Thì lúc đó chị em cũng chưa để ý, tại lúc đó bạn này á em mặc đồ gym này nọ men lắm, em tưởng là lép không à. Ồ vậy đó hả? Rất là đâu có để ý đâu. Còn em thì tiếp xúc quá nhiều người đẹp rồi, thì chuyện một người phụ nữ bình thường thì em thấy bình thường, không có vấn đề gì. Một thời gian sau thì lần ấn tượng nhất là bà này á, bà đột nhập studio của em, bà ăn đồ ăn trong tủ của em. Ôi, em về tự nhiên vậy hả? Dạ đúng rồi, em về em la liền nó, ủa sao em gái gì ăn uống gì kỳ cục, em lấy đồ ăn trong tủ của anh ăn. Đó thì em để lại ấn tượng xấu với em. Rồi rồi trả lời sao? Lúc đó em hỏi thì cổ trả lời sao? Đó dạ, em trả lời sao? Đi. Trời ơi, em lần đầu tiên mà em đi làm á, mà em lần đầu tiên thấy một người gì đâu mà trễ, đã trễ giờ người ta bắt người ta đợi rồi. Em mở cửa em đi vô được cái cổng rồi, em gọi cho anh em nói ủa anh đâu rồi, cái anh ấy mở bát đi vô đi em, đưa bát cho em luôn. Mà trong khi đó là lần đầu tiên em qua nhà luôn. Sao em dễ quá vậy hả? Quá dễ dãi luôn. Mà cũng may em là người tốt, cho nên là em chỉ thoải mái. Chỉ có thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em đi vô. Tủ tự nhiên chôm đoan. Ông này cũng trễ quá, tức quá rồi, đói bụng quá. Anh ơi, gọi hoài không nghe máy, xong rồi cái em tức quá, em vô tủ lạnh em lục đoan luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không, chơi xấu nữa anh. Xấu hơn giờ nhiều. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có cảm tình và quen nhau? Em thì cũng không có hay là mình có cảm tình luôn á. Tại vì hồi đầu em không có một chút cảm giác nào hết. Với lại tư duy của em á, là em không có thích quen người ở cùng nghề với mình. Tự nhiên một ngày đẹp trời em buồn chứ lại có mối tình cũ, xong rồi kiểu tại em yêu xa mà, em xa yêu xa tới mấy năm lận. Thôi em không chờ nổi, thôi em mới quyết định là em độc thân luôn. Cũng rủ ông này đi chơi, đi ăn đi uống, em giả bộ em thử anh thôi, em hỏi anh thử em đi chơi em đi nhậu, còn anh cũng đi luôn. Anh dễ dãi lắm. Xong rồi đi chơi chung được thời gian thì thấy nói chuyện nhiều hơn, thấy anh hiền. Tại hồi trước em không có nghĩ anh vậy đâu, tụi mình đi làm chung ghét nhau lắm. Vậy hả? Kiểu lý do gì mà em ghét anh này? Bùng xô mà... À bùng xô là sao? Anh múc xô em đi giữa đường rồi em đi tới, chị nghĩ đi từ quận 11 mà ra tới biển đến Hàng Xanh á, là nó cả hô vấn đề. Mà em đi gần tới nhà anh rồi đó. Alo em quay về đi nha. Bể xô rồi. Bể xô rồi. Wow. Em đỡ người, em chửi một hơi một. Xong rồi tái khách phải tại anh đâu. Xong cái em quay về. Thật ra ghét thì ghét vậy thôi, chứ lần sau bút thì em nghĩ tới tiền rồi cũng đi làm nữa. Lại đi thôi đúng không? Dạ. Có kinh nghiệm hơn lần sau nói anh chuyển khoản trước cho em. Dạ. 50%. Bẻ bùng xô em còn lớn hơn cả vậy. Vậy đó hả? Đâu em kể đi em, trời ơi gì chị tưởng. Sao là em đã đặt trước mấy tuần rồi. Cái tới bữa chụp là khách tới rồi, cái em gọi điện nhắn tin không thấy trả lời. Cái thấy đang Facebook mình đang ở Campuchia luôn. Em đang đứng với khách ở chỗ đó. Vậy đó. Rồi, lúc đó ngay mấy cấp trời. Lúc đó là bể xô của em luôn, khách hủy luôn. Hai đứa thường xuyên đi nhậu chung với nhau không?
Dạ chắc cái lần mà vợ em lúc nãy kể là cái lần đầu tiên đó. Mà lúc nãy vợ em kể là chắc giờ em bị xỉn rồi, quên rồi. Chứ thật ra là em hồi trước đó em cũng không thích lắm, nhưng mà cái đợt đó là vợ em là lúc đó xỉn rồi, cái ôm em hôn một cái ngày má cái em mới để ý. Rồi, lúc nào thì hai đứa chính thức là cảm thấy là yêu nhau mà không rời nhau được? Chắc là một tuần sau khi cái bữa đi nhậu. À, là 7 ngày sau đó phải không? À, sau đó tình cảm của các em nó tiến triển như thế nào? Có dọn về ở chung nhà luôn không? Dạ chưa, mới sau 7 ngày mới đi khách sạn thôi chưa vậy. Tầm một tháng sau bắt đầu là hai đứa ở chung. Em chỉ định về nhà chơi thôi, không mà em cũng qua tới lui qua chơi, xong rồi cũng là nhà riêng cho nên em cũng không có ngại. Ừ. Cô này cũng hay giận hờn không? Nít mà đúng không? Dạ. Nếu mà giận hờn chắc vợ em chắc trên thế giới này chắc không ai qua số 2 đâu. Vậy thì cái khoảng thời gian mà sống thử với nhau á thì là có lần nào coi như là chia tay rồi chia chân gì không? Dạ chắc là nếu mà 365 lần thì chắc cũng gần số đó luôn rồi đó. Đúng rồi. Cô này mà là người giận số 2 thì không ai dám số 1. Thì thôi em. Đó. Bao nhiêu lâu thì em quyết định cầu hôn vợ em? Dạ là sau khi quen nhau 1 năm. Cầu hôn bất ngờ không em? Dạ bất ngờ. Thật sự là cái màn cầu hôn nó giống như là trong mơ của em luôn á. Ồ vậy đó hả? Dạ. Không hề biết một cái gì cả luôn. Dạ. Anh rủ em đi chụp mẫu, xong cái tới chiều đó cũng xếp bạn bè hết để nhờ người ta đến để lấy hình ảnh thôi. Ai ngờ đâu ảnh mua nhẫn kim biên kiểu gì mà cái hộp đẹp quá chị ơi. Vậy hả? Nó có cái đèn chiếu vô. Ôi em bị bần thần ấy, em chưa có tin về sự thật lắm. Rồi ảnh hành động sao? Ảnh quỳ một chân xuống nhẹ nhàng nói với em một câu: em có đồng ý làm chồng anh không? Rung quá hả bé? Rung quá rung. Mà tay ông lập cập thì em mới hỏi sao anh rung vậy, giả bộ thôi mà. Sau rồi anh kêu anh lộ em có đồng ý làm vợ anh không? Xong lúc đó ông hỏi em cười làm chồng anh thì ai sẽ làm vợ em? Em cười một hơi một tự nhiên cái đơ đơ được 5 giây xong em đồng ý xong. Rồi ảnh ôm em, ảnh quay vòng vòng chóng mặt một hồi thì em mới thốc. Thiếu rồi Thiếu cái lòng quan trọng nhất. Ý đó là mấy anh photo, ảnh mới dơ tập cái tờ giấy nhận thiệt đó. Dơ lên, đây nhận thiệt nè. Lúc đó bên này nói, chắc đây là thật. Lúc đó tự nhiên em nghĩ đến những cái lúc mà em ăn hiếp ảnh. Em nạt nộ xong rồi em khóc luôn. Rồi chia tay chia chân hoài. Mắc mệt á. Dạ. Bao lâu thì mới cưới? Tính từ cái lúc mà anh cầu hôn á chắc khoảng 5 rưỡi em chống chọi lại Covid-19. Mà trong 1.5 năm đó cô ấy còn chia tay còn giận hờn vu vơ nữa không? Tới giờ vẫn còn. Ủa vẫn còn luôn hả? Nhưng mà từ xưa giờ em với ảnh đâu có giận quá 2 tiếng đâu. Bây giờ đến đoạn kia đi, dạch mặt đi, dạch mặt đầu năm đi em. Đoạn kia đi. Dạ em trước đi ha. Em trước đi. Dạ rồi. Thấy ai cũng có vẻ là rất nôn nóng đến cái phần này. Trời ơi đi hàng trăm nhãn nhãn gì đó. Tôi thích coi. Trời ơi. Chồng em là một người rất thức khuya. Ảnh làm hình mà ảnh buổi sáng thì không làm đâu, ngủ. Còn buổi tối thì làm hình tới sáng. Và cứ làm hình một xíu là lại chơi game. Thường thức tới mấy giờ? Dạ, chắc phải 3-4 giờ. Có khi hơn 4-5 giờ luôn. Nếu mà em ngồi chung với đó là cặp bài trùng là tới 4-5 giờ luôn. Rồi dụ em ăn đêm. Trời ơi, ăn thức hồi cái đói đó xong rồi. Mì hả? Thôi mình vượt qua đi anh. Vừa mập vừa mụn, vừa nóng. Rồi đâu có chịu nổi đâu. Cuối cùng phải ăn xong tới 4-5 giờ sáng. Ngày mai cũng vậy. Bữa nay là đọc cho thần chú nha, là đi ngủ. Cuối cùng thức tới 5 giờ sáng nữa. Nhưng mà là ảnh thức là em thức theo luôn. Dạ. Cái tật của em giờ đồng vợ đồng chồng chứ em. Sò mới cưới mà. Nhau mà giờ tự nhiên nằm ên một mình ên trên cái chiếc giường đó thì ngủ làm sao mà được. Với lại hay để đồ vừa bộn. Vừa bộn. Để xong rồi hỏi 1001 thứ trên đời này anh luôn hỏi em. Em ơi, vợ ơi ở đâu? Lúc nào cũng vậy. Mặc em đang đi làm rồi bận bịu cũng đi hỏi đồ ở đâu luôn. Mà anh không có nhớ. Mình đã có cắt đâu mà nhớ. Với lại anh rất là chậm. Em nhanh bao nhiêu là anh chậm bao nhiêu. Làm gì cũng chậm hết. Dạ. Có nóng tính, có ăn hiếp em không hay là có... Dạ anh cũng có nóng tính. Này chắc nghi kèo dưới là tính là bên này kèo trên. Nhưng mà chắc nóng tính cỡ nào chắc cũng em ngửa em. Dưới em. Nói gì thôi là khéo đó nha. Rồi tới em đó. Vợ em về cơ bản là bình thường trong cuộc sống thì vợ em cầu toàn. Nói chung em cũng không có chê gì, nhưng mà về tính cách thì
giờ em hơi nóng tính quá, bị bộc phát trong người á, là ví dụ như ở ngoài đường khi mà có gì đó thì bộc phát ra với cái hét em, cái bạn bè cũng góp ý, nhưng mà giờ em bị cái là bướng, dù ai nói ngã nói nghiêng thì vẫn không thay đổi. Miễn sao giờ em thấy đúng thì dù ai có nói điều đó sai vậy em không có nhận điều đó đúng. Lại giờ em hay quên. Ủa, em cũng hay quên. Thì vợ cũng hay quên. Dạ đúng. Vợ chồng cá dè. Lúc nào nhớ cái nhẫn mà trước khi đi đâu. Ừ, nhẫn cái miếng. Điện thoại nhắn cho chị biết. Rồi em để ở cái chỗ này dữ không? Dạ. Rồi đưa mật mã cửa luôn đi. Mày đưa nhắn nhanh luôn nghe. Đến qua. Rồi. Em đưa mật mã cửa, vợ em biết bao nhiêu lần mà vợ em không nhớ. Tới nỗi em phải lắp khóa vân tay. Khóa vân tay không bao giờ quên luôn. Khóa vân tay rồi chắc cú. Rồi lại tiếp theo. Dạ, vợ em hay quên đến nỗi vợ, tại vì nhà em mà vợ em sắp xếp thì em bừa bộn thì vợ em sắp xếp. Mẹ vợ em sắp xếp xong là em hỏi vợ em không nhớ luôn. Ý cứ khi nào là do hai đứa đều thức đêm nhiều quá. Rồi ảnh hưởng đến cái sự mà quên nhớ nhớ trí não. Người ta nói thức khuya là hay bị quên lắm á, ảnh hưởng đến cái bộ nhớ á. Đúng rồi đó, thiệt mà. Tại vì lịch của tụi em rất là kín cho nên là em phải chạy deadline thường xuyên cho khách. Ngày xưa thì em không có bị đội hình, em mới cướp xe em đi về nằm ngủ phải re. Còn bây giờ mọi trách nhiệm đổ lên đầu em. Tại vợ của ông chụp hình. Đúng rồi, vợ của ông chụp hình xong. Ê em ơi, hình chị đâu? Em ơi, chỉnh này cho chị nha. Ủa, em đâu có gấp mà chị. Đó. Xong rồi em có nghề với anh luôn. Em có nghề photo rồi nào em cũng hay luôn. Em biết chỉnh photo, em biết làm nhà, em biết làm nào luôn. Rồi sao nữa nè, tiếp theo. Rồi cái vợ em hay bị suy nghĩ hơi tiêu cực quá về mọi thứ, nói chung mọi thứ trên đời này. Vợ em hay bị suy nghĩ quá tiêu cực lên đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như đơn thuần với người ta góp ý là sửa cái này xíu xíu thì đối với mình thì mình dễ chấp nhận thôi, thì mình nghe, nếu mà đúng thì mình sửa, sai thì thôi, mình không phản ứng. Nhưng mà vợ em thì hay bị tiêu cực là người đó đang nghĩ không tốt về mình hay là gì đó. Hai đứa không hay cãi nhau về vấn đề đó. Mà em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Thì em mong muốn vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi, mình suy nghĩ thoáng ra, từ bi hỷ xả càng nhiều thì càng tốt. Rồi bớt nóng tính, bớt hét. Hiếu thắng phải không? Rồi, đúng rồi. Em muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ thì em rất là muốn và ông xã em thay đổi là bớt thức khuya lại. Lại sắp xếp thời gian làm việc, ngủ sớm một chút. Chỉ làm buổi sáng hay dậy sớm làm cũng được. Tại vì em gần như là giờ mất đi cái cảm giác được hưởng buổi sáng luôn á. Đó là mệt. Ủa thức khuya nghe. Ủa tụi em là không, có định là đó. Năm nay là có anh bé không? Thầy nói là năm nay là tốt lắm cho hai vợ chồng. Rồi chút em... xíu để ông mụ ra tay. Thật ra tuổi 25 này còn nít lắm em ơi. Mà nít là cái đặc trưng đầu tiên của nít là hiếu thắng. Tại vì bây giờ là bạn đang ở cái thời kỳ bạn định hình về sự nghiệp, về cái năng lực bản thân á, thì thành ra là bạn sẽ rất là khó chấp nhận cái gọi là cái áp đặt của một người khác cho bản thân mình. Thực sự ở cái tuổi này nó là như vậy á, chứ không có phải là gì. Nhưng mà khi mà qua cái bắt đầu cỡ chừng khoảng chừng 27-28 tuổi rồi á, bắt đầu đầm đầm, và nhất là khi mà có em bé rồi thì tự dưng mọi thứ nó sẽ thay đổi. Cho nên em yên tâm đi, coi như là năm nay cái gì có con là hợp, đúng không? Dạ. Có đứa con vô rồi tin chị đi. Xong thế rồi. Nào rồi là đầm thay đổi lại rất là ngộ. Rồi mụ mụ làm việc đi mụ. Thôi bây giờ dù sao thì cũng năm mới nha. Anh chúc cho các em vạn sự như ý nha, công việc hạnh thông mọi điều thuận lợi, và đặc biệt nha trong năm nay có tin vui. Dạ. Trong năm nay có tin vui. Và có thể là cuối năm nay một bạn nghé con trâu vàng, trâu vàng. Một con trâu vàng. Nghé vàng con trâu vàng xuất hiện trong gia đình của các em. Cảm ơn em. Cảm ơn em.